Liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt là SCB, ông Hoàng Minh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc, người đang phụ trách điều hành SCB cho biết, ngân hàng đã làm việc thường xuyên liên tục với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ ngành liên quan nhằm đảm bảo ổn định hoạt động. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu cũng khẳng định, tiền gửi là tài sản của người dân, luôn được đảm bảo đầy đủ, qua đó đề nghị người dân không hoang mang dẫn đến rút tiền trước hạn, bị ảnh hưởng quyền lợi. Và để giúp cho quý vị rõ hơn thông tin này, phóng viên thời sự vừa có cuộc trao đổi với ông Trần Thiên Trí, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị theo dõi. Đúng là trong mấy ngày qua có những thông tin không tích cực về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn là SCB trên mạng xã hội cũng như là trên các cơ quan truyền thông. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có thông tin kịp thời trên website Ngân hàng Nhà nước để khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, đồng thời cũng sẽ có những giải pháp chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân có tiền gửi tại SCB cẩn thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn, vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, đáng ra hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB. Thưa quý vị, Ngân hàng SCB khẳng định công ty An Đông, doanh nghiệp liên quan đến những sai phạm trong việc phát hành mua bán trái phiếu với bà Trương Mỹ Lan vừa bị khởi tố, không phải là cổ đông của SCB. Đồng thời, bà Lan cũng không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại nhà băng này. SCB đã tăng cường lượng tồn quỹ tiền mặt tại các điểm giao dịch để đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dân, đồng thời đảm bảo nguồn tiền từ Ngân hàng Nhà nước để ổn định thanh toán. Mọi chuyển biến, các số liệu từ SCB đều được Ngân hàng Nhà nước nắm sát, báo cáo liên tục, thường xuyên tới Ngân hàng Nhà nước cũng như các bộ ngành liên quan nhằm đảm bảo cho hoạt động của SCB. Nhờ thông tin kịp thời, nhanh chóng nên nhiều khách hàng lớn của SCB tại Bà Rịa Vũng Tàu đã yên tâm không đến rút tiền thời điểm này. Cái tình hình là coi như bình thường, tôi thấy là khách hàng đến thì cũng bình thường thôi, nhưng mà hai ngày hôm nay thì nó lại khác. Bà con đến rất là đông, không biết là đến hạn hay chưa thì tôi cũng không biết. Nhưng mà nếu như theo tôi thì nếu mà rút như vậy á, thì mình thấy là cái gì? Tiền lãi của mình thì nó không phù hợp, bởi vì giả sử bây giờ mình gửi 5 tháng hay 3 tháng hay là 6 tháng thì chẳng hạn, nhưng bây giờ mình đến là mình rút theo là không kỳ hạn thì rõ ràng cái lãi suất của mình sẽ đã thấp đi, đúng không? Thì nó sẽ là tổn hại cho bản thân mình. Đó, theo tôi thì tôi thấy như thế thì nó không hay lắm. Đó, cái tin đồn thì tôi nghe thì nó cái tùm lum hết, chứ cũng chưa có biết là cái chỗ nào chính xác hay không. Đó, nhưng mà tôi đồn này, người này thế này người khác, nhưng mà theo bản thân tôi á thì tôi thấy là cứ đến kỳ hạn thì mình lãnh thôi, mình rút thôi, bởi vì thấy ngân hàng cũng hoạt động bình thường. Ngân hàng Nhà nước thì có thông tin là bà con cứ yên tâm, cứ đến hạn thì mình sẽ rút. Chứ mình đừng có làm như vậy thì làm cho hoạt động của ngân hàng nó cũng có nhiều cái nó biến động, đúng không? Một lần nữa chúng tôi xin nhấn mạnh thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đó là tài sản người dân gửi tại SCB cũng như là các ngân hàng khác đều được đảm bảo. Người dân không nên hoang mang đi rút trước hạn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Vì nếu rút trước hạn sẽ nhận lãi không kỳ hạn sẽ rất thấp, chỉ 0,2 đến 1% một năm, trong khi nếu gửi có kỳ hạn thì từ 7 đến 8% một năm. Nếu nghe theo các thông tin không chính thống mà rút tiền trước hạn thì không nên, thưa quý vị.